Hội Văn học nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức chấm chung khảo cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai và chào mừng thành công đại hội lần thứ 9 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 100 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và cộng tác viên tham gia với hơn 200 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi ở 5 chuyên ngành gồm văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Sau vòng sơ loại, 156 tác phẩm đã được lựa chọn vào vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, hội đồng lựa chọn các tác phẩm xuất sắc ở 5 chuyên ngành, đề xuất trao 5 bộ giải thưởng, mỗi bộ gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tới.